Thưa quý vị, chiều nay tại thành phố Cần Thơ, ngành vật tư nông nghiệp Lộc Trời đã tổ chức lễ ra mắt hai sản phẩm mới: bộ giải pháp canh tác toàn diện trên cây lúa và họp mặt đại lý vụ đông xuân 2023-2024. Lễ ra mắt có sự tham gia của hơn 1.000 đại lý thuộc khu vực Mekong. Bộ giải pháp canh tác toàn diện trên cây lúa là sản phẩm tập hợp sức mạnh của hệ sinh thái nông nghiệp Lộc Trời, bao gồm quy trình canh tác khoa học và toàn diện từ đầu vụ đến cuối vụ, do Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Lộc Trời ban hành sau thời gian dài nghiên cứu và phát triển. Với kỹ thuật ngâm ủ giống trước khi gieo xạ, giúp vụ mùa được thuận lợi ngay từ thời điểm khởi đầu. Là bộ sản phẩm chăm sóc và bảo vệ cây lúa theo các giai đoạn sinh trưởng, tập hợp các sản phẩm đã được kiểm chứng. Với nỗ lực đem đến những sản phẩm theo định hướng bền vững, có thể sử dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở các vùng miền. Lộc Trời giới thiệu hai bộ sản phẩm mới là Barano, thuốc điều hòa sinh trưởng cho tất cả các loại cây trồng. Đây là sản phẩm có nguồn gốc sinh học an toàn cho con người và môi trường, đồng thời có tính năng đặc biệt là sử dụng vào tất cả giai đoạn sinh trưởng của cây trồng mà vẫn đem lại hiệu quả. Sản phẩm NPK Amino là phân bón hỗn hợp chuyên biệt cho cây lúa. Đây là sản phẩm tiên phong ứng dụng công nghệ nanozim giúp giảm số lần bón, số lượng phân bón đến 30% nhưng vẫn đảm bảo độ màu của đất và năng suất của lúa, giúp nhà công chăm sóc, tiết giảm chi phí đầu tư, đồng thời giảm lượng hóa chất xuống đồng ruộng và giảm khí phát thải cho môi trường, giúp bảo vệ môi trường và sức khỏe cho nhà nông.